không phải 9 triệu rưỡi, không phải 6 triệu rưỡi, mà bây giờ biến màn hình zin, màn hình Android chỉ còn có 2.990.000 đối với bộ Android Book OLED X4 nha anh em nhá. Đây là cái bộ Android Book chuyển đổi màn hình zin thành màn hình Android, giờ cấu hình giá bình dân cho anh em, anh em tiếp cận sử dụng màn hình Android, sử dụng màn hình zin, biến màn hình zin thành màn hình Android chỉ với một cái thao tác thôi. Đó là anh em bỏ cái bộ này ra cho em này, nhỏ gọn như này thôi, và có một bộ chuyển bộ dây chuyển đổi như này nữa. Đấy, anh em chỉ cần lấy cái dây này cắm một cổng USB kết nối với bộ Android Book này, thế là anh em sẽ chuyển về màn hình zin thành màn Android. Trên bộ Android Book này thì có những cái tính năng gì và có những cái chức năng gì hay ho thì mời anh em đi theo chân em để lên thử nghiệm trên trước VinFast Fadin đấy nhá. Đấy, đây với bộ Android Book của OLED X4S đấy, thì bộ này cắm thẳng vào cổng USB zin của chiếc xe đây anh em thấy đấy ạ. Đây, đây là cái bộ OLED X4 này đấy, thì con này cắm thẳng vào màn hình, cắm vào cổng USB và nó sẽ chịu tự động chuyển đổi cái màn hình zin thành màn hình Android cho anh em. Có hỗ trợ cắm sim 4G nhá, phát bắt wifi nhá, nên là nó sử dụng rất là tiện. Giá thì như đầu video đã nói rồi, với cái chi phí rất là hợp lý và bình dân để cho anh em tiếp cận. Và con này bảo hành cho anh em là một năm anh em nhá, một năm là đổi mới, với cấu hình là cũng là RAM 4GB và ROM 64GB đấy, kết nối thẳng trực tiếp trên màn hình zin, biến màn hình zin thành màn hình Android. Đây, đấy, giao diện, đây là giao diện chính của em nó này đấy, với các ứng dụng anh em thấy theo với phần mềm ra lệnh giọng nói của Kiki, phần mềm dẫn đường của Navitel, cửa hàng CH Play để tải tất cả ứng dụng về, ứng dụng VTV Go, ứng dụng dẫn đường của Google Maps. Anh em muốn sử dụng Google Maps thì anh em cắm sim 4G cho em, hoặc là bắt wifi từ chiếc điện thoại của mình phát ra thì cũng có thể sử dụng được này. Ra lệnh bằng giọng nói trên vô lăng đấy, anh em ấn vào đây và sử dụng như bình thường. Con này thì em chưa kích hoạt nên là nó sẽ chưa có cái phần mềm ra lệnh giọng nói. Có thể mở ra lệnh giọng nói, mở video này, dẫn đường này, cảnh, và trên này nếu như anh em mà cần có hệ thống cảnh báo tốc độ thì một là anh em có thể sử dụng cái thằng Navitel này, hai là anh em có thể mua thêm bản đồ của Vietmap S1, Vietmap S2 hoặc là Vietmap Lite. Với Vietmap Lite thì nó sẽ cảnh báo tốc độ từng cung đường cho anh em và nó có trải nghiệm ở trên này cho anh em này. Đấy, Vietmap Lite khi mà anh em mua thì em vào bên em sẽ kích hoạt cho anh em, và con này sẽ tự động cập nhật một tuần một lần, nên là các dữ liệu nó sẽ cập nhật liên tục cho anh em, và có cảnh báo giao thông, anh em đi quá tốc độ nó sẽ cảnh báo cho anh em luôn. Đấy, rất là tiện. Đấy, rất là nhiều cái tính năng hay ho trên một cái bộ book, bộ Android Book, giá thành rất là hợp lý với mã OLED X5 anh em nhá. Còn anh em muốn trải nghiệm với sản phẩm này hãy đến ngay với Akala Thái Nguyên để bên em trải nghiệm cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.